Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2024, là ngày chánh lễ giỗ của Đức Sư Cố Đạo Lập. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chùa Bồng Lai Cố Tự. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh lễ kỷ cơm lần thứ 133 ngày Đạo Lập Phạm Thái Trung viên tịch 30 tháng 9 năm Tân Mão 1891 và ngày 1 tháng 9 năm 2024 năm Giáp Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là khu vực đại cháo. Đây, gọi quý vị, gọi để dùng để ăn cháo. Đây là mâm phới cổ đang bắt đầu dọn ra để chuẩn bị cúng các ngôi thờ nhân kỷ niệm lần thứ 133 ngày Đức Sư Cố viên tịch ở tại chùa Bồng Lai Cố Tự. Đây là các cái cô chú đang chuẩn bị dọn ra các cái thức ăn để chuẩn bị dâng cúng các ngôi thờ nhân kỷ niệm lần thứ 133 năm ngày Đức Cố viên tịch ở tại chùa Bồng Lai Cố Tự. Hôm nay là ngày chánh lễ. Đây là mâm phối cổ nhìn rất là đẹp.
các cái cô bác trong ban tổ chức đang bắt đầu di chuyển các cái vật thực đã được chuẩn bị lên các ngôi thờ quý vị. Các cô chú trong ban tổ chức đang bắt đầu di chuyển các cái vật thực lên các cái ngôi thờ ở tại chùa Bồng Lai Cổ Tự.
bài thơ Thủ Tự. Dọn lên ở ngôi thờ Chư Vị. Đây là ngôi thờ Quan Thánh Đế. Các cái vật thực cũng được dọn lên ở ngôi thờ của Ngài. Các vật thực đã được dọn ra ở ngôi thờ Bàn Thông Thiên. Xin thông báo đến quý bà con Phật tử được biết, lợi dụng chỗ đông người, kẻ gian thường trà trộn kết dịch móc túi. Vì vậy, ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo đến quý bà con Phật tử nên cẩn thận trong tiền tư trang như tiền vàng, trang sức, túi sách, những vật có giá. Đây là các cái vật thực đã được dọn lên để dâng cúng bằng cúng đất đai. Tiếp theo là bàn cúng cô bác. Và tiếp theo là bàn cúng chiến sĩ trận vong. Và đây là bàn cúng vong linh. Và các cái vật thực cũng được dọn lên ở một cái ngôi miếu thờ Tấm Yếm. Đây là một cái di tích của Đức Sư Cố Đạo Lập. Ngày xưa ông đã lấy lên và cứu độ dân chúng ở cái vùng Bài Bài Vĩnh Tế này. Đây là một tấm yếm bằng đá được Đức Sư Cố Đạo Lập đã lấy lên. Hôm nay là ngày chánh lễ cho nên là cô bác từ khắp mọi nơi trở về đây dự ngày chánh lễ giỗ của Đức Sư Cố rất là đông quý vị. Đây là các cái dĩa bánh bao cũng được dâng cúng các cái ngôi thờ nhân ngày chánh lễ của Đức Sư Cố. Và ngay thời điểm này đang bắt đầu vào giờ
cúng chánh lễ Đức Sư Cố nhân kỷ niệm lần thứ 133 năm ngày Đức Sư Cố viên tịch. Các vị trong ban tổ chức đang bắt đầu lễ bái. Các vị trong ban tổ chức chùa Bồng Lai đại diện để cúng nhân kỷ niệm lần thứ 133 năm ngày Đức Sư Cố viên tịch. Đức Ông Cử và Đức Sư Cố. Thank you.
Tiếp theo là các vị trong ban tổ chức tiếp tục ra cúng ở ngôi Tam Bảo. Thank you.
Tiếp theo là cũng ở ngôi thờ bàn bà thông con thiên. nên ăn mặc trang nghiêm, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K nhằm phòng tránh bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác. Ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo cho bà con Phật tử được biết. Xin trân trọng kính chào. Ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo đến quý bà con Phật tử được biết. Lợi dụng chỗ đông người, kẻ gian thường trà trộn, cướp giật, móc túi. Vì vậy, ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo đến quý bà con Phật tử nên cẩn thận trong chừng tư trang như tiền, vàng, trang sức, túi xách, những vật có giá trị. Nếu bị các đối tượng cướp giật, bà con nên tri hô để lực lượng bảo vệ kịp thời truy bắt. Chùa là nơi thờ cúng linh thiêng, cấm các hoạt động mê tín dị đoan như xem tay, bói toán, bàn luận chính trị thời cuộc. Đi lễ chùa bà con nên ăn mặc trang nghiêm, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K nhằm phòng tránh bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác. Ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo cho bà con Phật tử được biết. Xin trân trọng kính chào. Ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo đến quý bà con Phật tử được biết. Lợi dụng chỗ đông người, kẻ gian thường trà trộn, cướp giật, móc túi. Vì vậy, ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo đến quý bà con Phật tử nên cẩn thận trong chừng tư trang như tiền, vàng, trang sức, túi xách, những vật có giá trị. Nếu bị các đối tượng cướp giật, bà con nên tri hô để lực lượng bảo vệ kịp thời truy bắt. Chùa là nơi thờ cúng linh thiêng, cấm các hoạt động mê tín dị đoan như xem tay, bói toán, bàn luận chính trị thời cuộc. Đi lễ chùa bà con nên ăn mặc trang nghiêm, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K nhằm phòng tránh bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác. Ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo cho bà con Phật tử được biết. Xin trân trọng kính bà con Phật tử được biết. Lợi dụng chỗ đông người, kẻ gian thường trà trộn, cướp giật, móc túi. Vì vậy, ban hộ tự chùa Bồng Lai xin thông báo đến quý bà con Phật tử nên cẩn thận trong chừng tư trang như tiền, vàng, trang sức, túi xách, những vật có giá trị. Nếu bị các đối tượng cướp giật, bà con nên tiếp theo là các vị trong ban tổ chức bắt đầu di chuyển đến nơi thờ ông Thẻ để lễ bái nhân ngày kỷ niệm lần thứ 133 năm ngày Đức Sư Cố Viên Tịch. Các vị trong ban tổ chức đang bắt đầu cúng ở ngôi thờ Trâm Quan. Nhân dân
Tiếp theo là các vị trong ban tổ chức đến ngồi thờ ông Thẻ. Thank you.
Đây là khu vực để học é trà đường. Cà phê trà đường luôn nha quý vị. Dạ dùng rồi có vậy. Trà đường học é cà phê miễn phí. Uống gì mát mát đi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Rất là náo nhiệt quý vị ơi. Ồ, đây là khu vực đãi trà, trà ngon. Ồ, trà con này hết ngon luôn rồi. Chỉ có một lượng vậy đâu vậy? Dạ. Đấy cái nắp nồi vưng luôn rồi. Cũng em. Dạ. Đó là vậy đấy. Đây là khu vực đãi nước đậu cà phê. Quá đông rồi quý vị ơi. Thank you.
đi lễ ở đây. Chất ăn quý vị ơi, tất cả đều miễn phí.